thời gian nào là chúng ta cardio giảm mỡ tốt? Giảm mỡ tốt. Mình khuyên các bạn này là chúng ta nên cardio vào lúc đói vào buổi sáng nhá. Đói này và vào buổi sáng là ngày thứ nhất. Vì sao lại như vậy? Vì khi mà bạn cardio đói vào buổi sáng giúp bạn giảm mỡ được rất là hiệu quả, cũng như là nó sẽ giúp cho bạn này ăn nó ngon hơn, nhớ là giúp bạn ăn ngon hơn. Bạn về nhớ là bạn tắm rửa xong nhớ ăn ngon vô cùng luôn, ăn ngon, ăn khỏe nhớ, cực kỳ sướng, ăn nó thoải mái. Tiếp theo nữa này, nó sẽ cung cấp cho bạn năng lượng, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, khởi động vào buổi sáng, cần phải dùng về ăn uống như vậy làm việc rất là hiệu quả và nó giúp bạn giảm mỡ rất là tốt, tinh thần thoải mái sảng khoái các bạn nhá, tinh thần sảng khoái. Hãy áp dụng điều này như mình chia sẻ với các bạn nhá. Chúc bạn sẽ giảm mỡ và giảm cân thành công.